Và đầu tiên sẽ là câu hỏi đến từ khán giả có tên là Nguyễn Minh Hiệp. Số điện thoại là 0977, 3 số cuối là 345. Tại Sơn Tây, thành phố Hà Nội có hỏi như sau. Gà con được 20 ngày tuổi, có hiện tượng là chảy nước mắt, sưng mắt, ăn kém, đã chết 5 con trong tổng số đàn 800 con, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Hiệp thân mến, với biểu hiện bệnh trên đàn gà như mô tả thì chuyên gia đã có lời giải đáp như sau. Vâng, kính thưa khán giả, kính thưa bà con, gà có cái biểu hiện là chảy nước mắt đấy và ăn kém. Đồng thời là nhiều con mắt nó sưng, có thể là không chỉ mắt sưng mà còn mặt sưng nữa. Bởi vì con gà này có thể là mắc cái bệnh đường hô hấp mãn tính. Mà khi cái dịch viêm nó tích ở trong các cái xoang, và rất dễ là ở cái mi mắt thì cái mô liên kết nó mềm thì nó dễ tích ở đấy trước. Sau đó có thể nó tích ở các cái xoang mặt, nó gây sưng cả mặt lên. Đấy, ngoài cái sưng mắt nó còn sưng cả mặt. Đồng thời có chảy nước mắt, nước mũi. Thì với những cái biểu hiện như thế này, chúng ta mà vào chuồng gà thì chúng ta sẽ cảm nhận được là trong chuồng cũng sẽ có cái nồng độ cái khí thải rất là khó chịu. Đấy, ví dụ như khí H2S hay là NH3 từ trong phân hay nước tiểu của gà, nó tồn tại trong cái chuồng nuôi lâu mà nó không được thoát ra ngoài. Chúng ta vào chúng ta cũng thấy nó cay mắt, cay mũi và rất là khó thở. Thì đấy là do cái môi trường nó ô nhiễm quá và nó gây kích ứng cái niêm mạc đường hô hấp của gà, sau đó thì nó tổn thương và bệnh đường hô hấp nó mới phát sinh ra. Và cái bệnh đường hô hấp này thì chúng ta phải điều trị với những cái thuốc đặc hiệu, ví dụ như là flofenicol hoặc tinmicosin kết hợp với doxycycline hoặc oxytetracycline. Liều lượng dùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, và chúng ta bổ sung thêm vitamin. Khi hết liệu trình kháng sinh thì chúng ta bổ sung men tiêu hóa hoặc là cái vi sinh vật hữu ích. Đấy, thì chúng ta gọi là chế phẩm sinh học. Đấy, hoặc là chúng ta dùng men tiêu hóa. Đấy, chúng ta cải thiện cái vi sinh vật đường ruột và nâng sức đề kháng cho gà. Đồng thời khi chúng ta dùng thuốc điều trị thì chúng ta phải cải thiện môi trường chăn nuôi. Nếu mà nuôi mật độ đông thì chúng ta phải giãn bớt mật độ ra. Chuồng mà bí quá thì chúng ta phải thông thoáng chuồng nuôi. Bởi vì thời tiết hiện nay thì ban ngày thì nắng nhưng mà đêm lạnh. Chính vì thế cho nên là cái biên độ nhiệt trong ngày có thể 10 độ C, chênh lệch từ trưa đến tối, hoặc thậm chí có những ngày còn chênh lệch cao hơn 10 độ. Chính vì cái chênh lệch nhiệt như thế, buổi đêm nó lạnh nên cái bệnh đường hô hấp thì nó lại dễ xảy ra hơn. Đấy, mà nhất là trong cái điều kiện chăn nuôi ô nhiễm, đây là bệnh môi trường. Cho nên chúng ta chú ý là điều trị bệnh bao giờ cũng phải cải thiện môi trường, giãn mật độ chuồng nuôi và chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì đàn gà sẽ bình phục và nó không bị tái nhiễm. Vâng, chúc khán giả xử lý thành công. m-nông-nghiệp.vn Kênh thông tin chuyên biệt về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, với những tin tức nóng luôn cập nhật về tình hình nông nghiệp trên cả nước, những mô hình sản xuất hiệu quả, kinh nghiệm hữu ích trong sản xuất nông nghiệp sẽ được gửi tới bà con hàng ngày. Và đặc biệt là dịch vụ tư vấn trực tuyến sẽ giúp giải đáp tất cả các vấn đề về sâu bệnh hại ở tất cả lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Bên cạnh đó, kênh thông tin khởi nghiệp sẽ giúp bà con có cái nhìn bao quát nhất về quá trình khởi nghiệp của mình. Ở đó, các nông hộ sẽ có được sự đồng hành, giúp sức của các chuyên gia ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất cho tới khi xuất bán sản phẩm. Hãy truy cập vào website m-nông-nghiệp.vn hoặc nông-nghiệp-tv.vn để có những thông tin nhanh nhất, mới nhất, hữu ích nhất về sản xuất nông nghiệp. m-nông-nghiệp.vn Thông tin vì nhà nông, về nhà nông. Sau này nó có bao nhiêu lai giống cái củ nhỏ vào nó nó chản khẩu là lai qua lai lại á, như là như vậy á. Khán giả chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900-6145 của kênh truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16 hoặc tương tác với kênh YouTube của kênh VTC16 sẽ được chuyên gia nông nghiệp giải đáp trực tiếp trong khung giờ từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Nội dung tư vấn của chuyên gia sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh YouTube của VTC16. Để cho ra hoa tập, sự thay đổi từ tư vấn trực tiếp trên sóng truyền hình từ 20 giờ đến 21 giờ trên kênh VTC16 sang tư vấn trực tiếp 6 tiếng trong buổi sáng và buổi chiều trên mạng Internet được các chuyên gia nông nghiệp đánh giá rất cao. Dịch bệnh xảy ra và họ cần một sự tương tác, tức là phải điều trị, phải giải quyết kịp thời, tức là điều trị kịp thời ngay thì mới đem lại hiệu quả. Và có những cái bệnh
mà nếu chúng ta đưa ra phác đồ điều trị và khán giả họ thực hiện luôn thì như vậy thì ngày hôm sau là bắt đầu đã thấy có sự chuyển biến rồi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ cần lùi lại một ngày thôi thì có thể đem lại một cái hậu quả không hề mong muốn. Có những cái mô tả của bà con chưa rõ thì chúng tôi hỏi lại, thì được cái là bà con cũng nói ngay, thì cái đó là làm cho cái chẩn đoán của chúng tôi nó cũng sẽ rõ ràng hơn. Cái câu hỏi cụ thể như ở lĩnh vực trồng trọt thì nói luôn là cây ở giai đoạn nào, bao nhiêu năm tuổi, thậm chí là khán giả có thể gửi hình ảnh đến để cho chúng tôi nhìn và chúng tôi tư vấn cho thì sẽ tốt hơn. Trả lời trực tiếp, tư vấn kịp thời, chính xác, thời lượng cuộc gọi tăng lên. Mỗi khán giả có thể đặt một hoặc nhiều câu hỏi cùng một lúc. Chuyên gia sẽ tư vấn cho đến khi khán giả cảm thấy hài lòng. Ngoài gọi điện, khán giả có thể gửi hình ảnh, video để chuyên gia nhận biết dễ hơn và chính xác hơn. Đó là những mục tiêu, lợi ích của chương trình tư vấn nông nghiệp trực tuyến của kênh VTC16 mang đến cho quý vị khán giả. Một ngày, chúng tôi thống kê là có khoảng gần 800 câu hỏi cho đến 1.000 câu hỏi của bà con gửi về. Như vậy tần suất hoạt động trong thời gian qua khi mà theo dõi thì thấy là cũng đáp ứng được phần nào. Tất nhiên là không thể hết được, nhưng cũng giải quyết được phần nào những cái nhu cầu của bà con. Từ 9 đến 12 giờ và 13 đến 16 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6, bà con có hai cách để trò chuyện trực tiếp với chuyên gia ở các lĩnh vực nông nghiệp. Cách 1, truy cập YouTube 3NVTC16, nhấn nút đăng ký kênh VTC16 và đặt câu hỏi ở phần bình luận livestream tư vấn nông nghiệp trực tuyến. Cách 2, gọi tới tổng đài 1900 6145, bấm phím 1 gặp chuyên gia trồng trọt, bấm phím 2 gặp chuyên gia chăn nuôi, bấm phím 3 gặp chuyên gia thủy sản. Quý khán giả có thể xem lại phần tư vấn trực tiếp hoặc câu trả lời của chuyên gia cho các câu hỏi gửi về tổng đài 1900 6145 trong chương trình Hãy hỏi để biết, phát sóng 20 giờ tối từ thứ 2 đến thứ 6 và Hỏi đáp trong ngày, phát sóng 11 giờ hàng ngày, hoặc trên YouTube 3NVTC16.